Vâng, xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dương iPhone. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cái cách để chúng ta ra bách một chiếc iPhone mà đang chạy iOS 14.2, 14.1, iPhone 7, iPhone 8, rồi thậm chí là iPhone 10 nữa. Hiện nay thì mình không có iPhone 10 mà chạy 14.2 các bạn ạ. Mình chỉ có một chiếc iPhone 6S. Tuy nhiên cái cách làm thì nó cũng không khác gì so với cái video hướng dẫn này. Video này thì mình sẽ sử dụng chiếc iPhone 7 mà iOS 12.4 này để thay cho chiếc iPhone 7 14.2. Bởi vì là cái cách làm nó cũng tương tự thôi. Nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là cái cách ra bách những cái phiên bản iOS cao như là 14.2 này, và thậm chí là iOS 12.4.9 nữa. 12.4.9 thì đang chạy trên iPhone 6, 6 Plus và iPhone 5S. Đấy, đây là chiếc iPhone 6 các bạn này. Và chúng ta sẽ ra bách trên Windows các bạn nhá. Chúng ta sẽ không cần MacBook đâu. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần những cái thứ cần thiết để chúng ta thực hiện cái bài ra bách này các bạn nhé. Đối với ra bách Windows thì như thường lệ thì mình sẽ phải cần một chiếc USB các bạn này. Mình đang dùng một chiếc USB 4GB các bạn nhé. Thứ hai là các bạn phải có một chiếc iPhone này. Hiện nay thì mình đang sử dụng iPhone 6 12.4.9 và một chiếc iPhone 7 nữa. Các bạn có thể sử dụng iPhone 7 hoặc iPhone 8 phiên bản mới nhất hiện nay, đó là 14.2, chạy được trên iPhone 7, 8, 8 Plus, 7 Plus, rồi là thậm chí iPhone 10 luôn. Tiếp theo là một sợi dây cáp iPhone thật là ngon lành, chắc chắn, để giúp các bạn kết nối trong cái lúc ra bách thì không bị lỗi các bạn nhá. Trên cái Windows ấy thì các bạn phải cài cho mình cái phần mềm thứ nhất, đó là phần mềm iTunes các bạn này. Đấy, phần mềm iTunes phiên bản mới nhất luôn, 12.10.10 các bạn nhá. Sau khi cài xong iTunes thì các bạn cài thêm cho mình phần mềm Bluetooth. Các cái link cài đặt thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho các bạn. Mấy phần mềm này thì rất là phổ thông, rất là phổ biến, nên là mình nghĩ rằng là các bạn nào cũng biết. Và cái phần mềm Bluetooth này thì các bạn cũng phải kiểm tra cập nhật để cài cái phiên bản là mới nhất các bạn nhé. Đây, phiên bản của mình hiện nay là phiên bản 2.53. Rồi ok, sau khi cài xong như thế này, các bạn sẽ cắm cái USB của bạn vào trong máy tính nhá. Rồi, cái Windows nó đã kêu lên và nó báo là có cái USB, không sao cả, nó báo lỗi kệ nó. Sau đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm Bluetooth lên. Rồi, chúng ta sẽ vào cái mục là nâng cấp và ra bách này. Nâng cấp đến ra bách các bạn này, vào mục ra bách thì trên này có cái mục là Make Change ra bách. Thì các bạn sẽ kích chọn vào cái mục USB, các bạn chọn đúng cái USB của các bạn. Của mình là 4GB đây. Đấy, và chúng ta chọn Start Mixing Z. Lúc này thì nó sẽ format cái USB của chúng ta là thành trắng trơn luôn, không còn một cái thứ gì nữa các bạn nhé. Lúc này các bạn sẽ đợi một chút để cho tất cả các cái file nó sẽ được cập nhật vào trong cái USB của chúng ta. Và các bạn phải có mạng các bạn nhé. Các bạn thấy mạng của mình đang chạy này. Đấy, mạng để tải cái technic về và boot vào trong USB. Đấy, các bạn có thể có lỗi như này, không sao cả, chúng ta sẽ chạy lại. Các bạn cứ làm khi nào mà máy nó báo thành công thì mới được các bạn nhé. Mà bình thường ấy thì chỉ làm một phát là được thôi. Đấy, ok. Báo như này là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy và tiến hành boot các bạn nhé. Đấy, lúc này tắt máy xong rồi thì các bạn vẫn cứ để USB như vậy nhé, đừng có rút ra. Và tiếp theo thì các bạn sẽ cắm cáp của các bạn kết nối vào trong máy tính này. Từ từ đã, để đây đã, tí nữa lại kết nối vào trong cái iPhone các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ấn nút nguồn và bật máy lên. Đấy, thì trong quá trình khởi động ấy, thì các bạn nhớ ấn nút boot của Windows các bạn. Máy của mình thì mình ấn nút F12. Máy Dell thì ấn F12. Đấy, nó sẽ hiện lên cái menu boot như thế này. Đây thì các bạn tùy máy các bạn nhé, tùy máy các bạn lên mạng tìm cách là ấn phím boot vào boot của cái máy HP hoặc Dell hoặc gì đấy. Thì mình sẽ chọn xuống cái mục là USB Store này các bạn này. Mình sẽ chọn Enter. Có thể nó báo lỗi lung tung, không sao cả, chúng ta sẽ cứ ấn Enter các bạn nhé. Đó, chúng ta cứ ấn Enter. Và ở đây các bạn có thể thấy là có một cái bảng hiện ra đây. Vui lòng ấn Alt F2 để mở checkgen. Thì mình sẽ ấn giữ. Đây các bạn nhé, các bạn ấn giữ là Alt F2. Đấy, thì nó ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cái bảng checkgen
phiên bản check trên 0.12.0 các bạn nhé. Đấy, ok. Ở đây nó hiện là vui lòng kết nối iPhone này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cáp. Đấy, như vậy là đã tin cậy. Nếu nó hỏi tin cậy không thì các bạn cứ tin cậy đi các bạn nhé, chả mất cái gì đâu. Sau khi mình kết nối thì ở trên này nó đã hiện là iPhone 7 này, iOS 12.4. Đấy, thì có thể là 14.2 cũng được, không sao cả. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái mục option ở đây các bạn này. Các bạn ấn mũi tên qua trái qua phải này, các bạn chọn Enter. Đầu tiên thì trên này các bạn đối với iOS 14.2 này, các bạn cứ cho phép ở đây này. Và ở dưới cái mục này, đối với bạn nào chạy iPhone 10 ấy, thì các bạn nhớ chọn mục này nữa là bỏ qua A11 check. Đấy, các bạn chọn Enter. Đấy, các bạn như vậy. Xong rồi các bạn sẽ chọn mục Back ở đây nhé. Back. Ok, bây giờ các bạn sẽ chọn Start này. Next. Đấy, sau khi như này thì iPhone sẽ đưa về cái chế độ khôi phục. Rồi, và lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành jailbreak như bình thường các bạn nhé. Đối với iPhone 7, iPhone X trở lên, iPhone 10, iPhone 7 trở lên thì các bạn sẽ chọn, đầu tiên các bạn chọn Start ở đây, Enter này. Enter vào Start đây các bạn nhé. Rồi, ấn đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng trong vòng 4 giây, sau đó thả ra và giữ nút giảm âm lượng trong vòng thêm 10 giây nữa. Đến khi nó đếm số ở đây các bạn. Đấy, và hết thì thả ra. Rồi, khi mà trên Windows báo chữ là All Done. Đấy, như này là ok các bạn nhé. Như này là đã ok rồi và cái máy chúng ta đã được bật lên rồi. Còn nếu như báo lỗi này kia thì các bạn vui lòng là jailbreak lại. Hoặc là các bạn thử đổi cáp, hoặc là đổi cái cổng USB của các bạn. Đổi cổng này sang cổng khác xem có được nhé. Rồi bây giờ để cho cái máy của chúng ta nó trở về cái trạng thái bình thường ấy, thì các bạn sẽ, đầu tiên thì các bạn sẽ rút cái USB của bạn ra này. Rút ra hết đi. Các bạn sẽ ấn tổ hợp phím là Ctrl này, Ctrl Alt và nút đen nhé, nút Delete. Đấy, các bạn chỉ ấn một cái như vậy là máy của các bạn nó sẽ khởi động lại ngay. Thì lúc này thì các bạn có thể rút cái cáp của các bạn ra rồi. Đấy, và các bạn có thể vuốt qua bên này thì các bạn sẽ thấy là check drain. Đấy, check drain đã được tạo ra ở đây. Và lúc này các bạn bật mạng lên và có thể thấy là CDA. Lúc đầu thì các bạn sẽ có cái nút là cài đặt CDA ở đây. Nhưng mình đã cài rồi, trên này nó sẽ hiện ra là cài đặt lại CDA. Thì mình không cần cài đặt nữa. Và có một số bạn thì jailbreak xong ấy, thì các bạn có hỏi mình rằng là bạn ơi, có cái cách nào để các bạn xóa hẳn cái CDA này không? Bởi vì khi mà các bạn jailbreak xong rồi ấy, mà các bạn reset dòng 2 chẳng hạn, thì nó cũng không mất cái CDA này các bạn này. Vậy thì cái cách mà để xóa hẳn CDA ấy, đó là các bạn sẽ jailbreak bằng check drain. Thì cái máy đó jailbreak bằng check drain thì nó mới dễ sử dụng các bạn nhé. Còn nếu như mà jailbreak bằng uncover thì nó hơi khó hơn. Nhưng mà tất nhiên là cũng có cách nhưng hơi khó hơn. Còn check drain thì các bạn sẽ chỉ cần kích vào đây, restore system. Đấy. Và các bạn kích vào đây, đấy là máy sẽ tự động chạy xóa sạch dữ liệu jailbreak luôn. Tất cả những dữ liệu gì liên quan tới jailbreak sẽ bị xóa hết. Và như vậy là video hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để chúng ta jailbreak bằng check drain ở trên Windows đối với iOS mới nhất, đó là iOS 14.2 trên iPhone 7 cho tới iPhone 10. Đối với iPhone 6, iPhone 5S thì chạy iOS 12.4.9 cũng ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên subscribe kênh của mình. Các bạn muốn làm về cái thủ thuật gì thì hãy comment ở bên dưới thì mình sẽ làm trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau.